cuối tuần cũng nữa rồi, còn có chắc khoảng 50 ngày nữa thôi là Tết đầu, nhanh không ạ? Và bây giờ thì chờ Hiền sẽ xin phép review cái kết quả của một bạn hàng là bạn Phương Hảo, bạn điều trị mụn thâm. Thì vấn đề ở đây là mụn thâm thì nó là vấn đề nan giải, hầu như tất cả các bạn đều bị hầu hết là như vậy, rồi thì con số 80%. Thì đa phần thì mụn thì nó có ít thôi, nhưng do chúng ta có thói quen sờ cạnh nên mụn nó mới chai và thâm lại. Để điều trị được cái phương pháp mụn và thâm đúng cách thì chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ, chúng ta mới gửi gắm cái khuôn mặt mình trong một thẩm mỹ viện hay một phòng khám hay một spa nào đó các bạn nhé. Đừng có để chúng ta là con vật bạch thí nghiệm cho họ và khi chúng ta điều trị kết quả không đạt được, da chúng ta còn bị bào mòn và mỏng yếu hơn. Thì đây là cái kết quả mà điều trị mụn sau 5 lần bạn điều trị mụn, và đây là cái kết quả bạn có phi kim siêu liều một lần bằng công nghệ nền mix của Thụy Sĩ tại University Ba. Thì các bạn sẽ coi cái tình trạng da của bạn ý, bộ mặt phải quay để sát giúp đây giúp hiền với các bạn ơi. Trước khi điều trị thì da bạn bị mụn cũng không phải là nhiều lắm, chỉ bị thâm một cái vùng cằm thôi, nhưng mà da bạn thì nó sẽ, chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần bên này, chúng ta nhìn thấy cái phần mụn bên này của bạn này thì bạn bị thâm và ở cái vùng cằm, chủ yếu vùng cằm, thường các bạn có thói quen sờ cạnh và đôi khi chúng ta vùng cằm chúng ta không có lấy tốt thì nó có để lại sẹo nồi ạ. Thường các bạn thấy vùng cằm với vùng cổ, vùng mũi nó hay bị sẹo nồi thì bạn khách hàng của mình cũng không ngoại lệ nhá. Và cái phần mụn này thì da bạn thì không mụn nhiều nhưng da thì bị dầu và nó có mụn cám thì không đáng lo bằng cái phần mà chúng ta bị mụn ở phần này này đó. Thì những cái cục mà nó bị viêm như thế này thì thường nó dễ để thâm, nhưng mà sau khi mà điều trị thì mụn thì bên mình có tư vấn cho bạn phi kim thì chỉ cần một lần thôi là mình cũng cam kết giảm 80-90%. Thì đúng như những gì Hiền Vân cam kết thì sau một lần điều trị thì các bạn thấy là hiện tại thì Phương Hảo em ghé xíu, các bạn thấy cái vùng cằm này không ạ, thâm nó giảm đến 90%, da rất là khỏe và căng bóng nha. Và làn da này vừa được rửa mặt rất là sạch sẽ các bạn, chứ không phải có kem chống nắng đâu ạ. Đây là một làn da rất là thực tế, vừa được rửa mặt tẩy tế bào chết rất sạch, chứ không phải chúng ta có mỹ phẩm hay kem chống nắng trên bề mặt. Chúng ta nhìn da của bạn đúng không ạ, rất là sạch luôn. Phương Hảo ơi, em thấy khi đến Hiền Vân nhá, thì Hiền Vân tư vấn cho em điều trị mụn như thế nào, em có thể chia sẻ không? Ban đầu thì chị bảo là phi kim lấy mụn của em cỡ 5 lần thì nó sẽ sạch dần, thì mỗi lần thì có chảy thêm dưỡng chất và các tia cực tím đắp mặt nạ. Thì về thì nó không sưng đỏ mấy, nó cũng khô nhanh và nó cũng không có cảm thấy ngứa gì hết. Có nghĩa là khi em điều trị mụn ấy, về thấy là chạy dưỡng chất phục hồi vào thì về da nó mịn hơn này, nó không bị khô nhanh này, và đầu mụn nó khô nhanh hơn, và em thấy quan trọng là không bị sưng đỏ, không ảnh hưởng đến công việc của em đi làm đúng không? Yeah. Rồi Hiền Vân tư vấn cho em cái phương pháp mà là phi kim siêu điểm đúng không ạ? Thì khi mà Hiền Vân tư vấn về phương pháp phi kim thì với kết quả là khi Hiền Vân tư vấn là sẽ giảm thâm cho em 80-90% sau một lần điều trị này, da em sẽ xe khít về nội chân lông này, da khỏe hơn này, mịn hơn này, không mất nắng. Thì sau cái kết quả phi kim được một tuần rồi thì em thấy cái kết quả phi kim như thế nào? Da em có vẻ khỏe hơn và căng và mịn hơn rất là nhiều. Căng và mịn hơn rất là nhiều đúng không? Dầu cũng giảm hơn đúng không? Tại vì độ chân lông giảm thì dầu giảm nha các bạn. Thì đối với phương pháp phi kim siêu điểm bên mình á, chủ yếu là đưa dưỡng chất vào phục hồi và tái tạo da, chứ không phải là khi mình phi nằm dập xong rồi mình bôi những dưỡng chất vào mòn bong chóc nha các bạn. Rất là nhiều nơi họ bắn laser hoặc phi kim cho dập cái da ra, sau đó thì họ cho cắt chóc nhiều và chóc lâu. Nhưng đối với phương pháp bên mình thì em thấy cái phương pháp phi kim bên Hiền Vân thì em thấy da em nó chóc nhẹ nhẹ trong vòng bao nhiêu ngày? Cũng khoảng từ 4-5 ngày chóc. Khoảng 4-5 ngày em kiêng nước 4-5 ngày nó chóc nhẹ nhẹ mấy ngày là em xong rồi? Chóc khoảng 1 tuần thì là da bắt đầu sáng hẳn ra và không có hiện tượng bong chóc nữa. Đúng rồi. Các bạn thấy không ạ? Nếu như phương pháp phi kim đúng thì da chúng ta chỉ chóc nhẹ nhẹ khoảng từ 4 đến 5 ngày, 7 ngày gì đó tùy theo. Có những bạn kỹ hơn rửa mặt chậm hơn. Thì đối với phương pháp phi kim bên mình thì mình cho khách hàng rửa mặt kiêng nước 5 ngày các bạn nhé, để cho cái da nó đủ với sự tái tạo. Khi chúng ta rửa cái lớp da bên ngoài ra, có nghĩa là cái lớp da già chóc đi, thì nó cũng đủ đảm bảo an toàn để da chúng ta không bị bắt nắng. Vậy nên tại sao đối với phương pháp phi kim bên mình cam kết tuyệt đối không kích ứng này, làm đến đâu da khỏe đến đó, dày biểu bì đến đó, và làm đâu thì da chúng ta hết thâm mà không phải bào mòn. Rất là nhiều bạn thấy bạn là bong chóc thì rất là sợ, nhưng mà bong chóc thì từ 3 đến 5 ngày nó mát sơ mông nha các bạn. Thường bạn kỹ hơn thì sau 7 ngày chúng ta mới rửa mặt. Nhưng các bạn nhìn thấy cái làn da rất là thực tế, da bạn rất là căng bóng và khỏe như các bạn. Ở đây phương pháp mình điều trị chủ yếu phục hồi và điều trị. Sau khi điều trị da khỏe rồi, hết mụn rồi, chúng ta mới dùng cái sản phẩm nữ
trắng nha các bạn. Dưỡng trắng chứ không phải là làm trắng, hai cái từ nó hoàn toàn khác nhau. Nếu chúng ta còn đam mê trắng nữa thì chắc chắn chúng ta phải xài kem cỏ hoặc chúng ta phải đầu tẩy, thì đó là một cái nguy cơ rất là hại cho làn da của chúng mình. Thì ở đây thì đối với làn da của bạn thì hoàn toàn nên mình điều chỉnh phục hồi. Đầu tiên thì mình sẽ lấy sạch nhân một tầm khoảng 5 lần, sau đó thì mình tiến hành phi kim siêu điểm. Và kết quả thì bây giờ là 6 tuần rồi, da bạn rất là đẹp luôn. Và chắc chắn là đối với thâm này thì các bạn chỉ việc dưỡng thôi là da chúng ta hấp thụ cái dưỡng chất rất là tốt. Và sau khi chúng ta về chúng ta cũng đắp mặt nạ thường xuyên bằng những mặt nạ thiên nhiên, ví dụ như tinh bột nghệ, mật ong với sữa không đường, không dùng sữa chua nha các bạn. Tại vì sữa chua vẫn có thành phần axit lên men, mặc dù là axit tự nhiên mà chúng ta vẫn nên tránh, vì cái thời tiết Việt Nam nó nóng, tương đối nóng và nắng và tia UV rất là nhiều, nên mình né nó đi để tránh trường hợp mặt nắng nhé. Và với cái mặt nạ nữa là mình có cái mặt nạ thiên nhiên là bột yến mạch cọc chai, thì hai bên đó bên mình sử dụng hai mặt nạ đó là chủ đạo. Và có những mặt nạ phi kim sau khi phục hồi thì đó là những cái miếng mặt nạ có cái giá trị khoảng 200.000 một miếng, nó cũng kỳ ok. Thì em ơi, sau khi phi kim, em phi kim thì rất là nhiều bạn hỏi em có bị đau không, rồi có cảm giác khó chịu không, hoặc là về nhà mình có phải ảnh hưởng công việc nhiều lắm đâu, thì em thấy phi kim có bị đau không? Không đau lắm. Không đau lắm. Rồi em có đi làm bình thường hay em phải nghỉ? Em ở nhà ngày đầu tiên rồi ngày sau em cứ đi. À, ngày đầu tiên, đấy là em kỹ thôi, còn các bạn vẫn đi làm. Nó có bị sưng nhiều không? À, không ạ, lúc mới xong thì nó có sưng nhưng mà sáng hôm sau thì nó bình thường. À, có nghĩa làm xong nó hơi hồng, nó căng căng cái da mặt mình lên xíu. Đầu sáng ngày mai nó bình thường đúng không? Thường tại vì khi mình phi á thì cái máu huyết nó lưu thông dồn lên trên bề mặt nhiều. Em cứ thấy chỗ nào mà máu huyết lưu thông nhiều thì vùng đó da mình sẽ được tăng sinh collagen nhiều. Đúng chưa? Thì phi xong thì mình mở toàn bộ tế bào ra thì máu nó dồn lên trên bề mặt này, nó lưu thông rất là mạnh, có nghĩa là lưu thông hơn gấp 30 lần so với thường. Hơn rất là nhiều thì nó giúp cái mạch máu mình lưu thông trên này và nó nuôi dưỡng da là tăng sinh. Thì qua một đêm thì các bạn thấy bình thường rồi, không còn cảm giác gì nữa, chúng ta sẽ nhận được bình thường. Rồi Hiền Vân xin cảm ơn em rất là nhiều, chúc em luôn có làn da đẹp. Em có muốn gửi gắm đến khách hàng những bạn nào đang bị mụn thì thâm giúp em này, em có cho họ lời khuyên là mình không nên như thế nào tự ý lấy mụn hay là đừng như thế nào để tránh trường hợp bị thâm không? Không, mình thấy là lấy mụn thì cứ nên tới một cái trung tâm nào mà an toàn uy tín thì lấy, nó sẽ không có bị lây lan và nó cũng không có gây nhiễm khuẩn gì hết. Hơn là phải không nên lấy ở nhà. Đúng rồi, vấn đề quan trọng nhất là chúng ta không nên lấy ở nhà. Bạn nói một câu rất là hay. Và Hiền thường xuyên like với các bạn, nhắn nhủ các bạn là chúng ta không nên tự ý mua thuốc mụn về nhà, điều trị ở nhà, và cũng không có tự ý lấy mụn cho mình. Kể cả bản thân mình là một chuyên gia điều trị mụn, mình cũng không bao giờ tự lấy mụn cho mình nha. Và mình luôn luôn phải nhờ các bạn kỹ thuật viên. Tại vì khi chúng ta tự lấy mụn nó không có cái thế và không có cái đà, thì chúng ta hay tì ấn mạnh, còn chúng ta không lấy được cái chân ra, và chắc chắn là mụn nó còn, nó sẽ bị sưng lên, chúng ta làm da khó chịu, căng căng tức tức, và chúng ta lại sờ lại cạy nữa, thì cứ như vậy một hai lần thì nó sẽ bị chai và thâm hơn. Có những bạn thì dùng một tẩy thì nó còn bào mòn hết cái lớp da bên trên và chúng ta mất cái lớp biểu bì. Thì khi chúng ta đi ra ngoài bụi bặm, môi trường ô nhiễm thì chúng ta phải đổ ra, chúng ta bị nhiễm khuẩn kích ứng, nó lên toàn những cục lồi bự to to mà mọi khi nhìn hay like đó. Thì qua cái video của bạn với Phương Đào này, thì muốn nhắn gửi đến tất cả khi chúng ta điều trị mụn thì phải tìm một nơi uy tín, thật uy tín. Và tất cả thuốc mụn nào mà chúng ta bôi mà thấy nó trắng trắng, phấn phấn, bốc bốc, dù là chóc nhẹ thì chúng ta cũng phải đặt câu hỏi ở đó nhé. Không có phương pháp nào điều trị mụn nhanh và rẻ đâu ạ. Và cũng không có một cái phương pháp nào là hết mụn vĩnh viễn không tái phát lại. Sau khi điều trị mụn thì chọn gói thì Hiền Vân sẽ cấp một cái phiếu bảo hành cho các bạn một tháng tới chăm sóc một lần. Và mình đảm bảo là với tình trạng Hiền Vân điều trị xong mà da khỏe như thế này nha, đi đúng mức độ. Ví dụ như bạn và Phương Hảo này, mình tư vấn chỉ cần một lần phi kim thôi đúng không em? Là da bạn ổn rồi. Nhưng có những bạn da yếu hơn thì Hiền tư vấn là nên phi kim 3 lần. Thì vì kinh phí các bạn chỉ có một lần thôi. Nhưng các bạn đòi khỏe như da bạn Phương Hảo này thì chắc chắn là không được. Tại vì kinh phí đến đâu thì chúng ta sẽ điều trị đến đó. Mặc dù chúng ta điều trị thì nó sẽ chắc chắn là nó phải đẹp hơn rất là nhiều so với da trước hiện tại. Nhưng các bạn đòi nó phải khỏe như những da mà người ta không dùng đồ tẩy. Ví dụ da mình giờ phi kim một lần là ổn lắm, đúng không? Còn da các bạn nội tại thì cố gắng phi kim từ 3 đến 4 lần phục hồi sau khi điều trị. Nhưng có những bạn cứ hỏi mình là tại sao em phi rồi mà vẫn có mụn. Đương nhiên chúng ta phi một lần rồi mới có khỏe khoảng tầm 3 đến 4% thôi. Chúng ta muốn làn da như những bạn bình thường thì chúng ta cần cái số lần nhiều hơn. Còn đối với da Phương Hảo này, Hiền chỉ tư vấn một lần cho các bạn nhé. Tại vì da bạn hoàn toàn không xài thuốc nội tẩy. Như chúng ta nhìn lại cái làn da trước khi điều trị, các bạn làm ơn nhớ dùm Hiền. Tại vì hàng ngày Hiền phải giải thích rất là nhiều về vấn đề này.
Các bạn nhớ giúp Hiền nha, da của bạn Phương Hảo này hoàn toàn chưa dùng thuốc nào nội tẩy, đúng không Phương Hảo? Bạn chưa từng dùng thuốc nội tẩy, chưa dùng kem làm trắng có chứa cọc nha các bạn nhé. Đây là một làn da thì chúng ta chỉ cần phi kim một lần thôi là da sẽ khỏe đẹp rồi, là sau đó chúng ta dưỡng thì lâu, thật là lâu, chúng ta muốn mở tế bào cho căng mịn hơn thì chúng ta phi lại một lần thôi, chứ không phải thường xuyên phải phi. Chủ yếu là đến chăm sóc và sau khi điều trị thế này thì các bạn đã có phiếu bảo hành rồi, là một tháng thì bà sẽ điều trị mụn và làm sạch da cho các bạn một lần miễn phí nha các bạn. Nhớ dùng Hiền nha, da như thế này thôi chỉ cần một lần. Nhưng nếu mà trường hợp da yếu, bây giờ mình lấy ví dụ như một bạn khách hàng này, các bạn làm ơn giúp mình là phải cố gắng phi kim từ 3 đến 4 lần giúp Hiền. Tại vì nhiều khi các bạn kỹ thuật viên hoặc là các chuyên viên tư vấn không thể nói được những tình trạng này và các bạn cứ bắt eo bắt khó các bạn. Và khi điều trị thì mình cũng tư vấn với các bạn rất là nhiều. Ví dụ như một làn da như thế này thì chúng ta phải phi kim ít nhất là 3 4 lần nha các bạn nhé. Đây là ví dụ làn da như thế này. Hiền nói trong cái review này Hiền gửi gắm luôn, các bạn nhớ dùm Hiền nha. Đối làn da này chắc chắn chúng ta phải phi từ 3 đến 4 lần nó mới phục hồi được, là mình phải chăm sóc và phục hồi có thể từ 6 tháng đến 1 năm mới được làn da như bạn Phương Hảo này nhá. Tại vì da người ta vậy nên là mình mới hay nói là chúng ta không nên dùng thuốc nội tẩy, kem trị mụn có thành phần nội tẩy hoặc kem có chứa corticoid. Chúng ta làm bào mòn mỏng da chỉ cần từ 3 đến 6 tháng thôi, nhưng khi chúng ta phục hồi là từ 6 tháng 1 năm, có những bạn bị nám phục hồi cả 2 năm đấy ạ, rất là đau lòng luôn. Nhưng các bạn nhớ thì hai tình trạng da này hoàn toàn khác nhau. Qua cái like này Hiền muốn nhắn gửi những ai mà đang là thắc mắc về vấn đề phi kim, tại sao em phi mà nó chưa được đẹp bằng người khác người kia, thì các bạn nhớ dùng Hiền. Chúng ta đã xài kem có chứa cọc, đã từng nốt tẩy rồi thì chúng ta phải điều trị số lần nhiều hơn và chăm sóc da cũng hợp hơn, chi phí phải cao hơn. Vậy nên không ai dùng thuốc nốt tẩy nữa nhá, không dùng thuốc mà mụn trong chóc, không dùng thuốc có cọc nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ai muốn mà Hiền tư vấn sâu thì các bạn có thể inbox riêng cho Hiền nhá. À, chúc các bạn có buổi ngày thứ 5 thật là vui vẻ. Cảm ơn các bạn luôn theo dõi và ủng hộ Hiền.